Thất Sơn chào các bà con ha. Tiếp tục thì bữa nay Thất Sơn chia sẻ cho bà con cái cách phòng trừ muỗi hành và sâu đục năng, sâu đục thân ha bà con và bọ chỉ luôn. Ha. Thì đối với cái kinh nghiệm của Thất Sơn thì với cái tình hình thời tiết nắng nóng ha, thì đối với lúa bà con tác vụ đông xuân này thì đất 2 vụ và 3 vụ thì những cái dịch hại quan trọng nhất đó là sâu đục thân và muỗi hành. Đối với đất 3 vụ là sâu đục thân và muỗi hành ha bà con, đặc biệt là các cái giống lúa đề thơm thì muỗi hành nó rất là thích vô, ha. OM nó cũng vô nhưng mà OM 70% chứ đề thơm là 100%. Thì về cái vấn đề mà để bà con mình đảm bảo cái số chồi, để đảm bảo số chồi để sau này đạt cái năng suất á, là bà con thấy người nhất là sâu đục thân, thứ hai là muỗi hành, thứ ba là nhện giá. Ha. Thì cái giai đoạn này thì bữa nay lúa có Thất Sơn được 28 ngày thôi bà con. Nó thì sau khi bón cứu phân 2 là 25 ngày, 25, 26, 27, bữa nay 28 ngày rồi. Ha. Thì nó cũng bắt phân rồi nè. Nó thì Thất Sơn sẽ quay cho bà con thôi, cho bà con xem. Thì nói về cái vấn đề mà quản lý muỗi hành và sâu đục thân á, thì bà con đi ha, thì nói ví dụ đông xuân này nắng nóng thì nói về sâu cuốn lá thì nó không quan trọng đâu con ơi, thậm chí là nó không có luôn, tại vì nắng nóng mà đâu phải trời mưa đâu đó. Trời nắng nóng thì nó thuận tiện hơn là nó thuận lợi cho cái dịch hại là sâu đục thân và muỗi hành tấn công hơn là sâu cuốn lá ha con. Thì bà con mình làm lúa lưu ý ha, sang chia sẻ thì bà con mình theo dõi ha đó. Thì ở đây thì bị hoài mấy vụ hoài nên là rút kinh nghiệm ha. Thì đó là vụ đông xuân nắng nóng hoặc là hè thu cũng vậy, yêu cầu thời tiết nắng nóng là nó dễ bị sâu đục thân hơn là muỗi hành đó. Thì về cái vấn đề sâu đục thân thì Thất Sơn cũng chia sẻ cho bà con, sâu thân hay quấn lá thì nó bà con đi vô lúa bà con quơ ha. Quơ nó khi mà bấm được gọn nhiều là trong vòng 3 ngày sau bà con xịt vừa, xịt ngừa vừa ha. Ha. Rồi. Thì hôm gà Thất Sơn thấy bấm gọn mũi quá mũi luôn, mời Thất Sơn đi cũng không có thấy mũi hành hết bà con. Thì lúa này thì nói chung thì bà con mình làm lúa thì chủ yếu là xịt ngừa là chính ha, chứ mà đợi tới mà nó bị có sâu đục thân hoặc là có lây công hành bà con mới xịt thì nó cũng như không. Thì đặc biệt bây giờ thời tiết bây giờ này không biết bệnh giờ nào, thì nói chung là ngừa là hoàn vẫn là biện pháp là an toàn hơn, hữu hiệu hơn ha. Hãy để Đức Sơn chủ yếu chia sẻ cho con ngừa đó. Thì về lúa thì Đức Sơn dạch cho bà con xem, thì sau khi bón cứ ba thì bữa nay cũng khô nước rồi, thì nói chung cứ ba Đức Sơn thúc thì chủ yếu là cho cái cây này nè bà con, cái con này nè nó bự lên được như bự, tại vì cái vụ đông xuân này nó có đồng rất là sớm, nếu mà không gặp tiết lạnh nó đồng rất sớm ha. Nếu mà thúc trễ thì cây này nó không hữu hiệu nè, nó vẫn còn nữa có bông nhưng mà bông ní ní mà cho nó đâm lên thêm, mặc dù mặt độ này cũng không có dày gì mấy nhưng mà nó đẻ nhánh rồi. Nó muốn phân ra được 3 ngày thì bắt đầu bắt phân ha. Cái cây này ra tháng thì cũng đạt cái tiêu chuẩn rồi, nó cây cán rồi ra tháng đạt khoảng 1 cm, chiều cao 20 cm, chiều ngang 1 cm là ok ha. Đó. Còn về muỗi hành với sâu đục thân thì nó sẽ gây hại vào cái giai đoạn từ 20 ngày đến đối với giống này là OM18 các con, thì nó gây hại khoảng giai đoạn là cửa phân 2 đó, đẻ nhánh đó, khi mà nó có lá nó tạo mấy nhà rồi thì nó bắt đầu sẽ tấn công vô. Thì nó là nó sau đục thân với thằng muỗi hành là nó chung một họ là nó đục trong cái thân ha. Tuy là nó khác cái tên gọi nhưng mà nó vẫn chung một cái vấn đề là đục ha. Nó ăn trào ngay trong cái tim của hũ lúa của bà con mình đó. Thì về vấn đề phòng chọn thuốc thì cũng là một cái chọn thuốc thì cũng rất là quan trọng, cái vấn đề chọn thuốc cũng rất là quan trọng không con. Thì để xịt cái sản phẩm nào mà nó đạt chất lượng hiệu quả mà nó lưu dẫn nhanh được, cái nó lưu thấm nhanh mà lưu dẫn lâu dài để mà cho lúa của con mình an tâm và giữ cái năng suất thì cũng rất là quan trọng ha. Thì nói chung là trên thị trường cũng rất nhiều sản phẩm ha, nhưng đây Thất Sơn cũng sẽ chia sẻ cho con một cái sản phẩm. Đây Thất Sơn sẽ sử dụng thằng Metadi ha con. Đó, Metadi. Thì cái này là bộ đôi Metadi, nó phòng trừ cả sâu cuốn lá, sâu đục thân ha, ngừa luôn muỗi hành và bọ chỉ luôn, nói chung là nó diệt hết đó. Đây mời ta đi, đây Thất Sơn sẽ cho bà con xem, trong đây là nó bộ đôi kết hợp ha. Thì đối với cái thằng Metadi á thì hai cái, thì đối với Metadi này 300 SC ha mọi con, thì nó là có hai hoạt chất, nó hoạt chất là metoprolol ha và methoxyphenolgen gì đó, nói chung hai hoạt chất. Thì hai hoạt chất này nó sẽ giúp cho bà con là phòng trị đặc trị các loại sâu đục thân kể cả muỗi hành luôn đó. Thì muỗi hành thì nó cũng dạng đục trong cái thân mà bà con, thì nói chung thì bà con sử dụng sâu đục thân là được ha. Đó, thể tức thịt là một chai nó là 100 ml ha. Này thì của công ty cổ phần Global Fan mà con ơi, Global Fan vậy. Thì công ty này ở Đức Hòa, Long An hả con. Và cái sản phẩm này là cái sản phẩm
3m 5 c thì nó hoạt chất của nó 3m tin, còn dạng 3.6 thì hai này kết hợp lại thì nó phòng trì sâu đục thân và sâu cuốn lá, mũi hành và bọ chỉ. Thì nói chung thì thời gian thì hiệu quả của công ty thì từ 7 đến 10 ngày, không con đó. Đây có liều lượng có để nè, sâu cuốn lá, sâu đục bẹ, bọ chỉ ha. Liều lượng là 100ml trên ha. Nhưng mà đây theo khuyến cáo của công ty là một bộ đôi Metadi này là 1 ha thì bà con xịt, nếu mà phục trị mà giai đoạn mà bị nhiều á thì là 3 cặp ha, một cặp 3 cặp này cho 1 ha thì là nó phòng và trị rất là hiệu quả luôn đó. Còn nếu mà con xịt ngừa thì một cặp này xịt trung bình của nó, xịt trị ngừa theo cử á, như là cử ngừa này nè, cho nó đúng liều lượng thì một cặp này chỉ được 2,5 công thôi. Nếu đúng theo thông tin đó là một cặp này chỉ xịt được 2,5 công ha bà con. Đó. Và một bình 25 lít là nó xịt được 20. Một bình 25 lít là mỗi cái 20cc ha bà con. Nó xịt mà cặp này có hai cũng như 5 bình mà con xịt 2,5 là chạy ra một công tầm cắt nó 2 bình. Nó cái kia 2,5 kia nữa của ấy thì nó 1 bình ha. Thì cái đó thì do liều lượng nó vậy, còn bà con mình cũng có thể rút ngắn là cũng được ha. Một bình rưỡi được thì liều lượng nó đậm lên ha. Thì lưu ý thì các cái sản phẩm này thì của công ty Global Farm ha bà con, thì thật sự sẽ có một cái đường link ở dưới phần mô tả, thì bà con vô xem cái kênh YouTube của công ty ha. Thì các cái sản phẩm của công ty đã có kiểm chứng hiệu quả rồi ha. Đó, và số điện thoại liên hệ đặt hàng để cho bà con mình liên hệ ha. Thì đây công ty này cũng có rất nhiều của bà con mình, cũng có nhiều bà con mình xài rồi chứ không phải không có đâu. Thì công ty Global Farm Hắc Sơn cũng có xem nhiều rồi ha. Về các cái sản phẩm đặc trị vi khuẩn lem lép mình xài thấy cũng khá là ok ha. Thì ở đây ở xã hai đỡ đất dùng đất xã Hắc Sơn Hai Vụ thì Hắc Sơn thấy có một số bà con xài của công ty này rồi ha, thì thấy cũng hiệu quả cũng ok đấy. Thì một cặp Metadi này nó 210 ha con, một con xịt được có 2,5 công. Nó hơi mắc xíu nhưng mà nó lưu dẫn lâu ha, 10 ngày, 7 đến 10 ngày đó. Nhưng mà nó trị cả sâu cuốn lá, bà con lưu ý ha, trị cả sâu cuốn lá nè, sâu đục thân nè, ngừa phòng mũi hành là bọ chỉ nè, tính ra nó 4 dịch bệnh, bởi vậy nó hơi mắc xíu ha. Còn nếu bà con xịt thằng sâu đục thân không thì bắt đầu nó phải bị sâu cuốn lá, nói chung vậy. Nếu bà con xịt cái dạng sâu đục thân nó lưu dẫn á, thì nó trị được sâu cuốn, sâu đục thân với ngừa được mũi hành, nhưng mà trái ngược là nó bị sâu cuốn lá ha. Còn này là nói chung quản lý luôn, là chung luôn thì nói chung thì cũng khá là ok ha. Nói chung giá cả thì cũng ok, với cái thời buổi giá lúa bây giờ nó cũng cao ha con. Đó, thì trong cái việc bà con chọn thuốc xịt thì phải cho nó ok, hiệu quả ha, an toàn ha. Thì đó cái thời điểm mũi hành thì nó tấn công vào cái giai đoạn là từ lúc đẻ nhánh là khoảng 18-20 ngày, sẽ kéo dài cho tới đối với giống cao tháng này, là với không gặp tiết lạnh là tới trước khi làm đồng là khoảng nó vừa lên cái bùi nhùi ha con. Nếu mà lúa bà con lên bùi nhùi rồi là nó không có tấn công được nữa ha. Còn mà nó chưa bùi nhùi, nó chuẩn bị lên tiêm đèn là nó tấn công trước cái giai đoạn đó. Ví dụ 37 ngày có đồng, 35-37 ngày có đồng là khoảng 33 ngày nó tấn công ha. Thì bà con nên xịt các cái dòng thuốc lưu dẫn thì khoảng 25-27 ngày này, ví dụ như hết xịt này là có thể là qua luôn luôn nè, phòng ngừa tới đó là ok luôn ha. Nói chung là cái về cái đặc tính mũi hành nó gây hại thì nó chỉ gây cái giai đoạn thôi, trước làm đồng ha. Còn khi mà cái làm đồng mà cái lúa của bà con mình nó tượng ra cái bông non rồi á, cái bùi nhùi, bà con kêu bùi nhùi á, là nó không gây hại được ha. Nó phải gây hại trước cái giai đoạn là chưa có bùi nhùi ha, thì nó ăn vô cái con hũ tim đàn ha. Còn mà nó có tượng lên cái bùi nhùi tim đàn một ly, một phân một ly là nó không có tấn công nữa. Lúc đó thì nó chạy qua nó tấn công mấy cái bẹt, cái cây non, mấy cái cây để nhánh sau á mới tấn công được ha. Còn cái mà nó lên tim đàn cái bùi nhùi rồi là không tấn công được nữa ha. Thì bà con lưu ý đó. Bây giờ mình xịt ngừa cái giai đoạn này là nó rất là quan trọng nè, về mũi hành và sâu đục thân ha. Đó. Rồi thì Đức Sơn chia sẻ cho bà con cái bộ sản phẩm Metadi của công ty Global Farm á bà con. Đó. Đây Đức Sơn sẽ xịt thằng này. Rồi Đức Sơn chào cả bà con.